Kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin Chuyển động số 109 của truyền hình báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay. Thưa quý vị, đã có rất nhiều thiết bị dụng cụ được thiết kế vận hành với nguồn năng lượng chính từ mặt trời. Và mới đây, một công trình nghiên cứu mang tính đột phá nữa vừa được giới thiệu, đó là chiếc tàu chạy bằng năng lượng mặt trời. Công trình do hai bạn sinh viên trường Đại học Bách khoa TP.HCM sáng tạo vừa đoạt giải nhất trong giải thưởng Công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc do sinh viên Đại học Quốc gia. Còn tàu ấy chạy bằng năng lượng mặt trời như thế nào? Và câu trả lời sẽ có trong phần tiêu điểm của bản tin Chuyển động số ngày hôm nay. Ngoài ra thì bản tin còn có một số tin vắn đáng chú ý như sau. CES 2014, sân chơi công nghệ chào năm Ngọ. Hoa Kỳ điều tra tội phạm mạng trên toàn quốc. Ra mắt máy ảnh Instagram độc đáo. Một góc thủ thuật sẽ giúp quý vị và các bạn quản lý chi tiêu hiệu quả với Money Lover. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Đến hẹn lại lên, triển lãm công nghệ CES 2014 tại Las Vegas của Mỹ là sân chơi đầu năm để các ông lớn trong làng công nghệ trình làng hàng loạt sản phẩm và thiết bị mới nhất của mình. Điểm nhấn của kỳ CES 2014 năm nay là các thiết bị màn hình, thiết bị di động và thiết bị đeo tay thông minh. Samsung đã giới thiệu chiếc TV màn hình cong 105 inch lớn nhất thế giới với độ phân giải Ultra HD với tỷ lệ màn hình 21:9, chuyên phục vụ chiếu phim so với 16:9 như các TV thông thường. Ngoài ra, Sharp cũng không bỏ lỡ cơ hội khi ra mắt chiếc TV 3D không cần kính với độ phân giải lên đến 8K, tức là gấp đôi chuẩn phân giải 4K, vốn vẫn còn chưa phổ biến. Bên cạnh đó, CES 2014 còn chứng kiến sự lên ngôi của hàng loạt thiết bị đeo tay và mang trên người thông minh, chẳng hạn các sản phẩm vòng đeo cổ tay thông minh LifeMantis của LG, Sonic Core của Sony hay đồng hồ đeo tay thông minh Galaxy Gear của Samsung. Tất cả đều có điểm chung là sở hữu hệ điều hành di động cùng các chức năng điện toán hữu ích bên trong một thiết bị gọn nhẹ có thể đeo trên cơ thể hàng ngày. Ngoài ra, thu hút không ít sự quan tâm của người tham dự còn phải kể đến chiếc Smart Solar Energy của hãng xe Mỹ Ford có khả năng hấp thụ ánh sáng mặt trời để biến thành nhiên liệu hoạt động. Các sản phẩm xe hơi, đặc biệt là những chiếc xe tích hợp hệ thống điều khiển điện toán thông minh và xe tự hành cũng là điểm sáng trong kỳ CES năm nay. Vụ chuỗi bán lẻ Target bị tin tặc tấn công, lấy đi dữ liệu của 70 triệu khách hàng có vẻ đã để lại hậu quả còn lớn hơn những gì người ta dự đoán. Khi mới đây, chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra trên quy mô toàn quốc để tìm ra thủ phạm của vụ tấn công điện toán được cho là lớn thứ hai trong lịch sử nước này. Trước đó, ngay trong mùa mua sắm cuối năm còn được gọi là ngày thứ 6 đen tối, chuỗi siêu thị bán lẻ Target cho biết kẻ xấu đã đánh cắp dữ liệu từ 70 triệu tài khoản thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của người mua hàng. Vụ việc vẫn chưa được tìm ra thủ phạm, nhưng đã khiến giá cổ phiếu và doanh số của Target sụt giảm rõ rệt. Vừa qua, giá bán lẻ tham khảo dành cho mẫu smartphone cao cấp của Motorola là chiếc Motorola X đã có đợt giảm mạnh xuống chỉ còn 399 đô la Mỹ tại thị trường Mỹ. Là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của thương hiệu di động Motorola sau khi thuộc về Google, thiết bị gây ấn tượng với khả năng tùy chọn màu sắc vỏ cho người dùng, cùng với cấu hình khá mạnh vào thời điểm mới ra mắt. Hãng máy ảnh Polaroid vừa mang đến cho cộng đồng công nghệ ngạc nhiên thú vị với chiếc máy ảnh Instagram sử dụng hệ điều hành Android với thiết bị và công năng sử dụng đúng như tên gọi. Máy ảnh Polaroid Sociomatic cho phép in ảnh ngay khi vừa chụp xong cũng như chia sẻ lên các mạng xã hội thông dụng như Instagram, Facebook, Twitter hay Flickr nhờ hệ điều hành Android tích hợp sẵn cùng kết nối Wi-Fi. Bạn đã bao giờ vò đầu bứt tai vì không hiểu tại sao ví tiền của mình lại hết nhanh như vậy mà không nhớ nổi đã chi tiêu những gì chưa? Thống kê chi tiêu một cách chi tiết và khoa học không phải là điều dễ dàng đối với nhiều người. Nhưng giờ đây bạn đã có thể có cái nhìn tổng quan và chi tiết về tình hình tài chính của mình một cách đơn giản nhất với ứng dụng Money Lover. Money Lover hiện đã có mặt ở 3 hệ điều hành iOS, Windows Phone và Android. Ứng dụng này do chàng Ngô Xuân Huy và các cộng sự nhóm Zoo Studio phát triển. Ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu ứng dụng này trên hệ điều hành Android. Đầu tiên bạn tải ứng dụng về từ Google Play và cài đặt. Ở lần đầu sử dụng, bạn sẽ đặt tên cho ví của mình và chọn loại tiền tệ. Ở đây chúng ta chọn Việt Nam đồng. Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần chạm và thêm giao dịch theo các thể loại. Phần thu thập được mặc định hiển thị màu xanh, còn phần chi tiêu được hiển thị màu đỏ. Phía trên cùng chính là số dư mà bạn hiện có. Bạn cũng có thể thay đổi các hiển thị trong phần cài đặt. Bạn có thể thêm các thể loại thu chi cho phù hợp với bản thân. Để xem thống kê thu chi, bạn có thể chọn xem theo thể loại hoặc theo giao dịch, theo ngày, tuần hay tháng. Phần báo cáo hàng tháng sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan và chi tiết nhất về hoạt động thu chi của mình.
Đương nhiên bạn cũng có thể quản lý tình hình nợ và cho vay của mình. Cũng tương tự, bạn có thể lập cho mình kế hoạch tiết kiệm hoặc định mức ngân sách chi tiêu rất dễ dàng. Cuối cùng, bạn sẽ không phải lo về việc mất dữ liệu vì Money Lover có chức năng lưu dữ liệu. Bạn cũng có thể xuất thống kê ra file Excel. Tuy nhiên, chức năng này chỉ có trên bản tính phí. Trước thực trạng khan hiếm về nguồn nguyên liệu hóa thạch cũng như vấn đề về ô nhiễm môi trường đang ngày càng cấp bách, đồng thời nhận thấy năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng vô tận đang được nhiều nước trên thế giới nghiên cứu và ứng dụng, một nhóm bạn trẻ đến từ trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã ứng dụng nguồn năng lượng này để thay thế nguồn nhiên liệu cho tàu thủy nhằm phục vụ hoạt động du lịch. Trước thực trạng khan hiếm về nguồn nhiên liệu hóa thạch cũng như vấn đề ô nhiễm môi trường đang ngày càng cấp bách, đồng thời nhận thấy năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng vô tận đang được nhiều nước trên thế giới nghiên cứu và ứng dụng. Một nhóm bạn trẻ đến từ trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã ứng dụng nguồn năng lượng này để thay thế nguồn nhiên liệu cho tàu thủy nhằm phục vụ hoạt động du lịch. Ứng dụng đó là đề tài nghiên cứu khoa học tàu khách 8 chỗ chạy sông sử dụng năng lượng mặt trời, dài 8m, rộng 2,6m, sức chở 8 người của nhóm sinh viên Vương Hoàng Nguyên và Trần Nguyễn Kim Luân thuộc bộ môn kỹ thuật tàu thủy, khoa kỹ thuật giao thông trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Hiện tại đề tài này đã được nhóm bạn trẻ thiết kế mô hình tỷ lệ 1:10 so với sản phẩm thật và hoạt động rất trơn tru. Sản phẩm thật sẽ được phát triển trong tương lai. Mô hình tàu năng lượng mặt trời của nhóm bạn trẻ có cấu tạo tương tự những tàu thủy khác với phần thân tàu và hệ thống lực đẩy, nhưng nguồn năng lượng để tàu hoạt động được thay thế bằng nguồn năng lượng điện do các tấm pin mặt trời được gắn trên mái tàu cung cấp. Chức năng chính của tàu là chuyên chở khách tham quan du lịch trên các tuyến sông hồ. Để thực hiện được công trình nghiên cứu này, Vương Hoàng Nguyên và Trần Nguyễn Kim Luân đã phải mất gần nửa năm để tính toán điện pin mặt trời và thiết kế phần thân tàu. Đôi bạn trẻ còn cho biết nghiên cứu về ứng dụng nguồn năng lượng mặt trời sử dụng cho tàu thủy là một hướng đi mới ở Việt Nam, hầu như chưa có sách vở và tài liệu nào hướng dẫn. Họ phải tự tìm tòi học hỏi ở các website nước ngoài, đồng thời nhờ sự tư vấn và hướng dẫn của các thầy trong khoa. Trong lúc mà mình làm cái tàu này, mô hình đó, khó khăn đầu tiên của mình là do cái mô hình này nhỏ, mình mới tìm thấy động lực để thương thích nhỏ cỡ đó để gắn lên và bố trí nó, sắp xếp cho nó coi như là đảm bảo đúng tính năng như tàu thật. Cái thứ hai đó là từ mô hình thật á, khi mình tính toán chỉ là mô hình thật, khi mà chuyển về mô hình thu nhỏ thì phải tính lại sức cản, coi sức cản với công suất coi nó đáp ứng đủ chưa cho với cái tàu mô hình của mình hay không, tại vì đây là cái mô hình đầu tiên có thể nói là mình đã làm. Mặc dù đang dừng lại ở mức mô hình nghiên cứu, nhưng trong tương lai không xa, nhóm bạn trẻ này có dự định thiết kế một sản phẩm tàu năng lượng mặt trời thật phù hợp với điều kiện sông ngòi và thời tiết ở nước ta. Một khi sản phẩm này đi vào hoạt động sẽ góp phần tiết kiệm chi phí về nhiên liệu so với các tàu truyền thống. Không những vận hành ổn định, êm ái, tàu năng lượng mặt trời còn thân thiện với môi trường và sức khỏe của con người. Do sử dụng nguồn năng lượng mặt trời là chính nên tàu năng lượng mặt trời phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết khi vận hành. Vì vậy, việc xây dựng nguồn năng lượng dự phòng trong trường hợp nắng yếu hay không có nắng đang là vấn đề đặt ra trước mắt đối với nhóm nghiên cứu. Để chế tạo năng lượng mặt trời, sử dụng mặt trời, thì nguyên tắc của nó là từ cái tấm nhà panel mặt trời này, nó sẽ biến quang năng thành điện năng thông qua bộ điều khiển sạc. Thì mình sẽ tích tụ năng lượng trong ắc quy, thì ắc quy sẽ dẫn động động cơ DC theo chiều như tàu bình thường. Cái hướng hoàn thiện của mình đó là mình sẽ tính toán kỹ chi tiết dựa vào những cái mô hình có sẵn, thì mong muốn trong tương lai là sẽ thực hiện cái đầu thầu, và thứ bước thứ hai là mình sẽ sử dụng cái hệ thống kết hợp với sử dụng thiết kế thêm một cái hệ thống sử dụng động cơ bình thường để cho nó có thể hoạt động được trong những điều kiện bất lợi. Dễ dàng nhận thấy việc ứng dụng nguồn năng lượng mặt trời phục vụ cho cuộc sống là một hướng đi có tính bền vững và lâu dài, cần được khai thác trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, việc mà mỗi nhà nghiên cứu ở lĩnh vực này cần làm là đảm bảo được an toàn cho người dùng. Mô hình tàu khách 8 chỗ chạy sông sử dụng năng lượng mặt trời đoạt giải nhất trong giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên Đại học Quốc gia và đang cần nguồn kinh phí tài trợ để nghiên cứu sâu hơn nhằm nhanh chóng được ứng dụng rộng rãi. Hy vọng rằng các nhà đầu tư kinh doanh sẽ sớm vào cuộc để đưa ứng dụng mang tính thực tế cao này vào cuộc sống. Và thông tin về con tàu chạy trên sông bằng năng lượng mặt trời kết thúc đã khép lại bản tin chuyển động số ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin chuyển động số 110 phát trên trang truyền hình báo Tuổi Trẻ tại địa chỉ tv.tuoitre.vn vào thứ ba tuần sau, ngày 21 tháng 1 năm 2014. Thân ái chào tạm biệt.